Huấn Hồng bị bắt dẫn chứng ở đâu vậy anh? Huấn Hồng chưa bao giờ anh bảo nó bị bắt cả, nó bị sờ nhé. Còn em có tin hay không thì em hỏi nó nhé. Chứ còn nói chung là như này này, nó có cái gì nó cũng đều là sự đánh đổi. Trước khi mình biết cái mạng xã hội như này này, thực ra là mình ra trại Tết, gần Tết năm năm ngoái thì mình thấy là các cái giang hồ này nó thế nọ thế trai thế này thế thế kia rất là nhiều. Thì nhiều khi những cái video đầu tiên là mang chất là mình đi cay mũi, thì mình nên mình rượu vào nữa, mình nên mình nói ra những cái điểm yếu, nói ý là chửi bới các bạn ấy ở những cái góc độ của các bạn thôi. Thế nhưng mà dần dần thì mình thấy rằng là cái này nó có hai mặt của nó. Thực ra là đứng trước cái cộng đồng mạng này, nó đều phải có những cái thủ thuật. Ai cũng thế, thằng Huấn nó cũng phải có cái thủ thuật của nó. Riêng thủ thuật của thằng Huấn ấy, thì nó lại gì, nó lại đeo cần phải đóng kịch, nó bằng tiền luôn. Mày cứ chia sẻ là bố mày cho thẻ đấy, nó lại là như vậy, chứ nó không cần phải đóng kịch với ai là gì. Nhưng mà có những cái người nó không, người ta chỉ biết thu vào thôi, người ta chỉ biết là tiền thôi, chứ người ta đéo cần phải mất ra, người ta chỉ muốn thu tiền về chứ người ta đéo muốn bỏ tiền ra. Thì người ta lại này đánh đổi bằng cái danh dự, người ta lại phải là dùng những cái kịch bản, những cái này những cái kia, nó mang cái chất là thế nọ thế trai một tí để mà nó tạo những sự đan để mà tăng thêm cái lượt theo dõi này thế khác nhé. Chứ còn quảng cáo nhiều anh ạ. À thì tất nhiên nó phải được tiền quảng cáo thì nó mới cho người khác thẻ chứ. Chứ bây giờ bản chất nó là lấy đâu ra mà mẹ mình có tiền mà tự dưng lại 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 gì được. Đấy là hình thức rồi. Thực tế mà nói Huấn nó có đầu óc kinh doanh đấy. Cái đầu óc kinh doanh của Huấn ấy nó chỉ là cái sự là tầm nhìn nó ngắn. Mà cái bản lĩnh của Huấn là gì, nó phơi mặt được. Nó phơi mặt lên được. Bây giờ thật công như công 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 có dám nói thẳng căng một câu rồi. Công đi hát mà thằng khác nó live stream công lên trên mạng, công có dám? Đéo dám. Chứ đừng nói gì trước hàng nghìn con người, nó còn sờ soạng vào thân thể người phụ nữ khác, ví dụ như sờ soạng vào con người cái yến yến xôi chẳng hạn. Bây giờ đặt ông vào chỗ ông Huấn Hồng, công có dám ngồi vậy không? Tôi không cần nói những ông có vợ, nhưng ông có vợ thì mẹ à, mình thêm tiền tỷ bố bảo. Nhưng ông chưa vợ, công có dám gọi là phơi mặt ra như vậy không? Đấy, anh em chia sẻ nó lại sờ sờ này kia, ông có dám không? Làm sao mà dám, mình còn có cái nhân phẩm với danh dự cái giá trị con người mình chứ, mình sao nó làm như vậy, đúng không? Nhưng Huấn nó dám làm, đấy là gì, đấy xét ở cái mặt, xét ở một cái mặt gọi là ưu điểm nhé. Thì đấy là một bản lĩnh, và xét mặt khuyết điểm thì đấy nó cũng là một cái yếu tố mang chất là công việc, hoặc là nó làm được điều ấy nhé. Ở đây cũng không thiếu gì những người anh em đã kinh qua nhiều chuyện, đã có nhiều cơ hội để mà mình tiến thân. Thế nhưng tôi khẳng định tôi cũng vậy, có rất nhiều lần tôi đã được tiến thân. Tức là gì, là có những cơ hội mình có thể phát triển, mình có giàu có nhiều tiền, với một điều kiện chỉ cần gì, chỉ cần mình chịu nhục, chỉ cần mình van xin, mình van van lại, mình mang ơn người người ta thì mình sẽ được như vậy. Nhưng tôi không. Với tôi đấy là một cái bản chất con người mình, và đấy cũng là một cái yếu điểm của mình. Nhiều ông cũng thế thôi. Nếu như các ông biết gọi là cong lưng uốn gối, biết nại nục ấy, thì có khi là giờ ông giàu lắm rồi. Nhiều ông ở trên kênh này cũng đã là như vậy rồi. Đó là thực tế xã hội mà. Nhưng mà đẻ ra mình đã đéo có cái bản chất đấy rồi, mình đã đéo thể làm được những việc như thế vậy rồi. Mình không thể là con chào mào gọi là gặp bác trên bác chào mào cho bác rồi, hay là mình không biết nịnh bợ rồi. Thì đấy là gì, đấy là cái điểm yếu của mình. Nếu xét về góc độ là đồng tiền, làm tiền và làm kinh kinh doanh nhé. Chứ còn nếu như mà thế không làm được thì nghèo mãi à? Không phải, tức là gì, mình không nói là không làm được thì là nghèo, nhưng mà mình đang nói rằng là gì, mỗi người nó có một cái ưu điểm của người ta. Chứ còn mình không 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 nguồn thu của Huấn Hồng ở đâu mà nắm xe ngon vậy. Xe đúng cái từ quỵ lụy. Các ông có quỵ lụy được không? Các ông có thằng nào là các ông ghét một thằng nhưng nó điện đến cho ông có, ví dụ ông ghét thằng nha, cái gì ấy, thằng nào nói đi,
Thế nhưng mà gì, có những con người người ta lại ghét người đấy, nhưng người ta lại không làm bờ ghét lại. À thế à, ừ anh nghe đây, rồi, ừ em cứ nói đi, ừ ok em nhé. Nó vẫn cứ cười cười và vẫn cứ định mẹ giữ được cái sự quan hệ đấy, nó hòa nhã. Mình biết một thằng nó đẻo mình nhá, thì mệnh à mình nhìn thẳng vào mặt nó hoặc là mình không bao bắt lời nó luôn. Nhưng có những con người biết là nó đẻo mình rồi nhưng vẫn cứ bắt lời, vẫn cứ cười cợt và vẫn cứ thế này thế kia để mà đạt được mục đích nào đấy. Đấy cuộc sống mà. Chứ có phải là gì đâu. Chứ còn ai bảo là gì, ai bảo là thẳng thắn là tốt, ai bảo là mẹ quỵ nị là xấu, không không có cái giá trị nào ở cái xã hội này. Cái đúng và cái sai thôi mà, nó chỉ là đúng luật và sai luật thôi, chứ còn cái giá trị đạo đức chuẩn mực của xã hội này nó khó nói lắm. Nếu như mà xét theo cái chiều hướng gọi là mình vì cái lợi nhuận kinh 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 doanh nhé, thì nói thật này, đạo đạo đức xã hội nhé, những người nông dân ấy, người ta cũng dùng chất kích thích, cũng cho lợn ăn cám, cũng này kia, đạo đức suy đồi. Chính là bố mẹ mình ấy, chính là những cái ông bà mình ở nông dân đấy chẳng hạn đấy. Thế thì ai nói được ai, đúng không ạ? Thế thì thế là đúng hay là sai? Thế thì ông khác lại nhảy vào lại tranh luận là địt mẹ em, nó phải vì đồng tiền chứ, thì ai mà chẳng phải vì đồng tiền, vì cuộc sống chứ, phải sống phải ăn chứ. Thế nếu như mà gì nói rằng vì đồng tiền ấy, thì các đồng chí công an giao thông này, người ta nhận cái tiền mãi nộ này, hay là người ta ăn các cái tiền này tiền kia này, thì người ta cũng còn phải sống chứ, người ta còn phải xếp chứ, còn phải xếp tao nữa chứ, còn phải là các ban ngành lãnh đạo khác nữa chứ. Thế thì đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chuẩn, đâu là không chuẩn? Thế về các ông cứ chỉ đi chửi những cái mặt trái, các ông lên án những mặt trái, nhưng chính gia đình các ông, chính những con người chúng ta còn có những cái này sử dụng các cái kích thích, những cái chất này chất kia ở trong cuộc sống này cơ mà. Thế thì ai là đúng ai là sai, nên là gì, nó chỉ có đúng luật và sai luật, chứ nó không có gì đúng hay là sai ở cái giá trị đạo đức xã hội bây giờ. Cái giá trị đạo đức xã hội bây giờ nó đang dần là suy đồi, và cái chuẩn mực của xã hội đạo đức bây giờ nó không còn là chuẩn mực của ngày trước. Nó không phải là nho giáo, nó không phải là gọi tam cường hay là ngũ ngũ lý hay là cái gì, nó ý là tam thường hay là đạo lý ngày ngày trước rồi. Nó không phải là bộ luật hồng 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 đức nữa, mà nó bây giờ nó khác. Bây giờ nó mình nhìn nó phải nhìn từ nhiều góc độ, chứ bây giờ không thể là mình nhìn chỉ mình nhìn góc độ là gì, là thấy đúng rồi, tam cương ngũ thường chuẩn rồi. Chứ bây giờ mà các ông lại đòi hỏi một cái giá trị nhân văn ở đấy thì nó không có, không không bao giờ tồn tại đâu, chứ còn chả ai là hoàn hảo cả, nói thật. Nếu như mà tôi chỉ kể với ông một cái câu chuyện như thế này, có một cái vị vua thì ở một cái đất nước nọ, ông sinh ra trong nhung lụa, thì ngày ấy thuở sơ sơ khai mà, thì ông này ông ấy mới rất là thương dân và yêu yêu con, thì ông ấy mới đi cả một cái đất nước, ông đi đi ông đi đi, đi thăm đi vi hành ấy, cả một cái đất đất cả cái xung quanh cái đất đất nước của mình này. Thế nhưng mà ông ấy lại 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 thấy rằng là gì, là cuộc sống nó còn khổ sở quá, cái đường xá đi lại ấy, ông đi bộ mà. Ông thấy là nó đường toàn đường đất thôi, nó bẩn quá, nó nhem nhuốc quá, và dân nó khổ cực quá, đường toàn cái đường đất này, xong rồi nó bẩn chân bẩn tay, nó bắt đầu là nó nầy nội này rồi. Thì ông ấy về về trong 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 cung ấy, thì ông triệu tập các quan lại, ông bảo là bây giờ nó xảy ra cái hiện tượng như vậy ở đất nước chúng ta, ở cái cuộc sống của chúng ta, đường xá đang rất là bẩn, thì bây giờ tôi đề nghị các quan là gì, là các quan hãy về từng địa phương làm từng con đường một cho sạch sẽ nhá, chứ không thể để lần sau tôi đi vi hành mà chân tôi còn bẩn như này nữa, mà đường nó còn bẩn lầy lội, để chân tôi nó bẩn như này nữa, thì là ở cái huyện nào, ở cái xã nào, ở cái thôn nào, ở tổng nào, thì là quan chức ở đấy chịu trách 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 nhiệm. Thế thì một cái lượng tiền để mà làm tất cả hai con đường vậy, mà mục đích chính để làm gì, chỉ mà để mẹ mày cho vua đỡ đỡ bẩn chân đấy mà, thì nó lớn quá, nó lớn lắm, bắt bắt cả một cái xã hội này phải thay thế thay
thay thay thay đổi bắt cả cái xã hội này phải làm 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 những con đường để sạch để cho vua đi, thì cái ngân sách nó lớn quá. Thế thì sau ấy, có một vị quan người ta mới chỉ nói như này, thì cái vị quan này, vị quan ấy chỉ làm luôn cái việc là đóng cho vua một cái đôi giày đấy, đóng cho vua một cái đôi giày để vua đi, vua xỏ mẹ giày vào thì là chân vua không bị bẩn nữa nhá. Thế thôi, thì cuộc đời nó cũng vậy mà nhá. Mình đừng đừng nghĩ rằng là mình có là một ông vua đấy, mày là ông vua con luôn đấy, mày cũng đéo có thể thay đổi cả cái xã hội này được nhá. Nhá, mày đừng nghĩ rằng mày thay đổi cả một cái xã hội này được, thay đổi cả một cục diện này này được, không có đâu. Hãy tự thay đổi mình, tự thay đổi mình sao cho nó phù hợp và tự mình bảo vệ mình trước nhá. Không muốn ướt thì đi ủng vào đấy, thế thôi. Chứ chả đừng đến 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 ông vua đấy, ông ấy còn không thay đổi được cơ mà, ông nó sẽ thay đổi cả một đất nước. Thế thì mình cũng vậy thôi, mình cũng thế thôi, nó là một xã hội mà. Và đừng bao giờ nói xấu người này hay là nói xấu người kia hay là thế này hay là thế khác. Ai cũng có khen cái chê, ai cũng có ưu điểm, ai cũng có khuyết điểm. Nếu chơi với người ta thì nhìn vào cái ưu điểm của người ta, nếu như làm ăn với người ta thì nhìn vào cái khuyết điểm của người ta, thì hãy làm ăn. Còn nếu chơi thì hãy nhìn vào ưu điểm, hãy làm ăn thì nhìn vào khuyết điểm. Và nếu sống với người ta thì phải dung hòa được cái khuyết điểm của người ta và phải tôn vinh được cái ưu điểm của người ta thì mới sống với nhau được. Chứ còn đèo mẹ à mày, giờ mà lại còn vợ chồng với nhau cũng thế thôi, đứa nào là chả có cái ưu cái khuyết. Đèo mẹ đến cái loại như anh em mình, đến bố mẹ còn đéo chịu được thì huống hồ là vợ, đúng không? Bố mẹ còn sao tao đéo ngờ được sinh ra cái loại như mày. Thì đúng rồi, đến người đẻ ra mình người ta còn không chịu được cơ mà. Thế nhưng mà gì, vợ mình nó còn chịu được mình thì vợ cũng thế thôi. Đã ăn ở với nhau ấy, thì phải biết dung hòa những cái khuyết điểm của nhau và phải biết tôn vinh những cái ưu điểm của nhau, thì đấy là mới ăn ở với nhau suốt đời được, đấy mới là vợ chồng. Còn nếu như đã coi nhau là bạn ấy mà, thì tốt hơn đấy là chỉ nhìn vào điểm mạnh của người ta. À thằng này nó vui tính, à thằng này thì nó hài, à thằng này nó sống sảng khoái, ok. Còn địt mẹ nó nghiện hay là nó cờ bạc hay là nó đẻo cáng với ai, đấy là việc của nó, nó đéo đẻo với mình là được. Còn nếu làm ăn với nhau ấy, thì phải nhìn vào cái khuyết điểm của nó. Úi giời, ông bạn này ông mù làm tinh ăn lắm, ông bạn này ông lười lắm, ông bạn này ông văn vở lắm, thì đấy, mình dùng người mình phải nhìn vào những cái khuyết điểm này mình có dùng được hay không. Còn bây giờ mà lại chơi với nhau ấy, mà lại cứ đòi hỏi là gì, biết quá nhiều về nhau ấy, cuộc chơi nó mất vui thật sự. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, và tình yêu nó chỉ đẹp trong cái lúc mà đi mẹ à mày gọi là văn vở để mà tán nhau thôi, chứ đưa nhau lên giường được rồi ấy mà thì mẹ à mày lại tình yêu nó cũng nó những giai đoạn này: một, làm quen nhá; hai, tán tỉnh; ba là yêu nhau; bốn, đưa nhau lên giường; và giai đoạn năm là gì, khó nhất và giai đoạn khốn nạn nhất là giải tán nhau. Làm quen rất dễ, tán tỉnh nhau thì với bây giờ thoải mái, yêu nhau thì càng đơn giản nhá. Địt mẹ à mình thích là yêu nhá, phịch nhau ấy, đưa nhau lên giường ấy, thì 150 tiền nhà nghỉ là xong nhá. Thế nhưng mà sau yêu xong rồi ấy, mà tách nhau ra ấy, giải tán nhau ấy, ý là chia tay nhau ấy, thì nó mới là khó thật sự. Chứ còn đèo mẹ sống mà nó chỉ đẹp ở cái dừng lại mức độ là yêu nhau thôi, đéo biết rõ về con người nhau thì lại là rất là vui nhá. Chứ còn mẹ mình biết rõ về nhau rồi nó chán nhá. Công 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 cũng thế thôi, ông nào chả thế. Đèo mẹ mày lẹ được nhau xong rồi thì lại thích tìm con khác, xong bây giờ cách nào để mà chia tay em mày đây, mẹ con này nó cứ nhắn tin cho tao, sợ thất tin định. Biết rõ về con người nhau quá rồi rất khó sống thật sự. Thế nên nếu xác định chơi với nhau thì nó phiên phiến thôi, nó mình nhìn vào cái ưu điểm của người ta để mình chơi với người ta thôi, phiên phiến thôi. Chứ đừng người à bao giờ mà biết quá nhiều về nhau thì đéo chơi với nhau được. Người anh trai có ngũ hổ chưa, các cái giang hồ khác thì nó xăm ngũ hổ tướng đấy, như khá bảnh chẳng hạn thì nó khác, nó trường trại tù tội. Còn anh thì nó anh chỉ xăm là tam hổ nghiện thôi đấy, tam hổ nghiện chứ anh không xăm ngũ hổ tướng.
Ông quan công ở trong ông gầy này. Tôi đang có một vài các cái nghiên cứu, và nếu như các ông mà có donate tiền cho tôi, các ông mà có ủng hộ tiền cho tôi, thì tôi sẽ chuẩn bị để sang Trung Quốc. Tôi sẽ dùng tất cả kinh phí đấy để sang bên Trung Quốc để mà tôi tìm hiểu cái điển tích, cái điển 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 tích mà gì mà Quan Vân Trường khi mà bị mũi tên độc nó bắn vào vào tay này, xong là ngồi đánh cờ để mà ông nào ông cạo 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 xương mà không kêu đau ấy. Tôi đang nghi ngờ là ông này này, ông bạn này, ông ấy có tí sử dụng tí kích 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 thích ở đây. Hoa là cạo xương mà ông bạn ngồi, ông bạn điềm tĩnh nhỉ nhá, ông bạn ngồi đánh cờ nhỉ. Tôi đang nghi ngờ là đéo phải, chắc chắn là nó phải có một tí kích thích gì ấy rồi nhá. Thế nên là tôi mới xong lên đây, nó là gọi là tam hổ miệng. Quan Vân Trường này gầy, đại bàng này thì mẹ mày rung hết lông rồi, còn sói này thì bố há hốc mồm ra lóng quá rồi nhá, há hốc mồm này dạ, nóng chơi đồ lóng nhá. Thế là tôi nghi ngờ là có sử dụng chất kích thích ở thời đấy rồi. Thế nên nếu như mà có tiền thì tôi phải sang đấy, tôi phải tìm hiểu kỹ, nghiên cứu lại cái điển tích này bây giờ nhá. Mẹ à, cạo xương như thế thánh nhân, nhưng mà kim đâm vào thịt thì đau, mà thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau suốt đời. Nương anh thì mẹ, mùa xuân tàn nhá, giống thuốc mê. Bây giờ thuốc mê gì, tôi nghi ngờ nó phải có những cái này mẹ, nó mang đi chất là gì giảm đau nhá, ủ tê nhá, chứ không phải là mẹ gì đâu. Lịch sử nó cường điệu hóa lên đúng mẹ. Theo tôi đây, ông bạn này, trong ông bạn này đấy, thế là người đời người ta xăm ngũ hổ tướng, nhưng mà tôi thì tôi gọi là tam hổ nghiện nhá. Làm đéo này có chuyện, mẹ mình đi sang Đông Ngô sóng đánh như thế mà mẹ ông giờ vẫn hiên ngang được này kia, không đúng. Đây là nói một cái câu chuyện nó mang cái chất là vui vẻ tí thôi, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có cái sự gọi là nhìn nhận thẳng vấn đề tí nhá. Nghe anh nói phê thật. Hoa đà giỏi hơn bác sĩ Việt Nam bây giờ không? Ông nói câu đấy thì nó mang cái tính chất là gì, nó sai lầm hoàn toàn. Chứ còn vợ hoa đà là một người giỏi đúng, nhưng hoa đà không thể giỏi hơn cả nhân loại này được. Nhân loại nó tạo ra quá nhiều những cái xét nghiệm về nước tiểu, hay là xét nghiệm này xét nghiệm kia, máu không biết bệnh thật này kia, và cái tuổi thọ của cái người bây giờ nó khác hẳn tuổi thọ người xưa. Ok, chào chào Tài Nguyên Vlog nhá. Đại bàng của anh có lạnh không? Ông bạn này thì ông bạn đại bàng này, theo tôi nghĩ rằng này mẹ mày chắc chỉ thứ ba thôi, lông lá rụng hết mẹ. Cuốn nói chuyện này à. Ok, chào Cú Niêm. Gãy chân trái nó chụp phim chân phải sau hoa là thực ra là gì, thực ra là nói thế thì nó nói nó quá hay chưa. Người Việt Nam mình có một cái tính nói đi nói lại rồi, à mình khen nhau thì công ấy rất là khó chưa, công ấy rất là ngại khi mà khen người 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 khác, bởi vì bản thân con người mình có cái tính là đố kỵ. Nó dọn nó giàu thì nó ok, thì dạo này thấy cái thằng cu kia nó làm ăn được nhỉ. Đéo phải đâu, ít mẹ em theo tôi thấy là chắc là phóng ảnh thôi chứ làm ăn gì. Đéo phải, đấy là một sự đố kỵ. Mình phải công nhận, mình phải khen người ta đi, mình phải nhìn vào các cái ưu điểm của người ta, sau đó mình phân tích các yếu điểm. Rất nhiều những bác sĩ người ta tốt thì các ông lại chỉ vào là gì, mẹ có một cái vị bác sĩ bác ấy gọi là gãy chân phải, chụp chụp hình ở chân 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 trái, thì chắc là cái thằng đang chụp X-quang ấy, là ông bạn ấy đang ngồi như này này. Mẹ, lại là thêm đấy, thì bây giờ bệnh nhân nó vào phải chưa, bệnh nhân nó vào ấy thì ông ở chú đi đưa năm năm mét, năm năm đấy, bạn ấy đang 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 dở cái tiên này chứ, đang 0060 này, ý là đang ngồi ngồi đang cuốn một cái gì chẳng hạn đấy chứ, thì bạn nó mới 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 chụp nó bị lệch thôi. Chứ còn những cái người bao nhiêu người đã tốt kia thì công lại không, mẹ mình ngồi ông lại 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 không 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 khen, không chỉ đi nhìn một cái bãi cứt xong ông bảo cả vườn hoa là một cái tùng phân thì không phải. Mình phải công nhận là mình đất nước mình nó nhiều cái tốt đẹp, và những có những cái nó chưa tốt đẹp thế thôi.
Ông chủ Bích Quang đang nặng tài xỉu. Ông chủ Bích Quang thì chắc là đang này nha. Răng miến thì nhau bắt đầu. Giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì không sử dụng. Đến nước tam thất. Răng uống rồi. Ngồi cũng ngày ra cầm. Không chim mưa đấy. Nhau vui này, vui đã bỏ rồi. Với tôi thì cái này nó chỉ là một cuộc dạo dạo chơi, không hề toan toan tính. Mấy câu viết ngay đầu gấu luôn, có tư tưởng về chính trị. Ok, thì thực ra là gì, mình chơi thì mình chơi, mình làm gì mình có thể là thằng nào cũng được, nhưng mình phải có một sự am hiểu nhất định về xã hội và mình phải có một cái niềm vui. Chứ còn tôi với các ông có cho nhau được cái gì đâu. Mở cái donate lên thì được 180.000 từ đầu giờ, 180.000. Và tôi cũng không bật kiếm 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 tiền, và tôi cũng không cho ông được công một cái gì cả, dăm ba câu nói này đi mẹ, nói 100 câu thì nó chỉ trúng được một câu hợp công thì cũng là không được, không vui rồi đúng không? Thế thì vì sao mà chúng ta không cho nhau được cái gì và không lấy đi của nhau cái gì, thì sao chúng ta không vui vẻ với nhau đúng không? Thế chúng sao sao chúng ta phải đem cái thương mại vào đây làm gì, nhiều quá nó mất hay. Công việc là công việc ở cái chỗ khác, ví dụ cái kênh 100 v 100 sắp kia đấy là công việc, có thể là soi bậc kiếm tiền công việc. Còn ba mõ này là gì, là vui vẻ với nhau. Và nếu như trên cái cơ sở gì vui vẻ hợp tác với nhau thì các ông thích thì ông chia sẻ hộ nhau một tí, chứ còn không thì thôi, quan trọng mẹ nhé. Có điều là gì, có điều là tôi lúc đầu tôi kêu gọi ông chia sẻ, bởi vì là đến khi mà tránh cái việc ông vào ông hỏi hỏi ông này cứ đi hỏi đi hỏi lại nó gây bực mình, ông nào vào sau cứ hỏi thế này thế kia nó bực mình nhé. Nên chia sẻ mẹ trước từ 5 phút đầu 10 phút đầu nó đủ quân số, anh em ta cứ đủ tầm khoảng gọi là 1.000 năm mạng đổ đổ về là ok rồi. Đấy. Câm đi mà làm người, người gì mẹ, đúng Minh Đức đấy, mày hợp lý không, nhận bạc chứ đâu có mình không không nhận nhất cái gì. 100 câu 99 câu ok rồi, đồ gỗ khép nách vào đi, nghe dài quan trọng. Nói Huấn bị bắt mà không bắt dẹp ông đi. Thế bây giờ tao bảo bố mày đẻ ra mày là một cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời bố mẹ mày, thì điều ấy là đúng hay sai? Thế những cái gì tao nói nó là chuẩn mực à? Tao là gì, tao là bộ truyền thông văn hóa và thông tin à? Tao là gì, tao là thằng báo mõm, đấy là xét trên góc độ là gì, đấy là cục bộ nhé. Còn tao chưa nói thằng nào bị bắt cả. Ok, đời tivi là không biết anh nào, không biết là cái đầu đầu gấu thật mạnh này có cách nào liên hệ với đời tivi được không nhỉ? Đời TV này có cách nào liên hệ không? Mình đang đang hỏi một cái tí một vài cái vấn đề về các kỹ năng quay quay cờ clip nhỉ? Nói về đĩ điếm đi. Anh em nào nếu như mà có cái muốn liên hệ với cái mấy anh em trong đời TV thì mình bảo là lỗ như đúng rồi. Ok, thằng ra ke pau nhá. Thế thì xin phép anh em 1 phút để nói với con lợn này tí nhá. Thằng ra ke pau này, bản chất nhá, được rồi, nói theo cái suy nghĩ của mày nhá, tao là một thằng lỗ, tao là thằng văn vở, tao là thằng câu like câu view, tao đi lừa đảo. Ok, thế là tao lừa được mày rồi. Thế thì gì, mày tin tao như thế là mày ngu rồi. Thế thì gì, mày mày đang đang mày đang chửi cái là tao lỗ là đồng nghĩa việc là mày tự nhận mày là một thằng ngu. Thế thì mày lại là tự hào điều ấy à? À, có tự hào khi thấy là mình ngu không? Chấp gì anh ơi. Ok Tùng Phạm rồi, xin phép anh em tầm khoảng 30 giây, à tầm khoảng 15 giây để nói cho cái bọn mà nó bị dắt mũi này xong, bắt đầu nó lại nếu như chúng mày nghĩ rằng là tao dắt mũi, à, nếu như một trẻ trâu nghĩ là dắt mũi thì là chúng mày bị dắt mũi thì chúng mày khôn lên là dại thế thôi. Nó quá ngu thế thì còn trách ai, thì mày ngu thì mẹ mày còn trách ai nữa nhá gớm. Đời TV đang nhận admin kìa. Ok, thế thì có lúc nào đời TV chốc cho mình xin cái số số điện thoại, cái Gmail, à cái Face liên hệ đi nhỉ. Thằng bố này. Dành 1 phút để chỉnh đốn cái bọn ngu. Ừ. Mẹ mày.
Thế mà mày mày tốt đẹp mà mày khôn thì mày để người khác dắt mũi như thế thì mày không thấy mày dại à? Úi dồi ôi, xong bây giờ mày đi mày cào lồn ăn vạ là gì đi mẹ mày. Úi dồi ôi, tôi bị nó dắt mũi. Úi dồi ôi, cho tôi ngu thế. Mong là nhanh. Một cái thông tin ở trên mạng xã hội này chúng ta đều phải nghe bằng hai tai và tin đấy, chỉ đừng tin địt mẹ. Cái loại máy mà lên trên mạng mà xem cái bọn Facebook nó bán cái đồ trên Facebook ấy, mà nó có cái phần ở dưới nó được tài trợ ấy, nó là các cái bọn mà quảng cáo mà được tài trợ đấy nhá, thì địt mẹ chắc là mày 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 mua thì 10 phát là được, cả 10 mày chỉ nghe đấy, như thế mà đời TV đóng mà. Đôi khi cũng phải dành cho 1 2 phút, tôi cũng phải xin phép anh em để chửi cái bọn tiến sĩ đầu đầu ngành ấy tí nhá, chứ mẹ mày đã thấy là mình ngu rồi. Đây đầu gấu nhá. Ok, giang hồ đời TV. Hôm nào đầu gấu món cá nhảy cho bác không, cái ăn nó mất vệ sinh lắm, bây giờ sán siết nhiều lắm, nó vui thì vui, ngon thì ngon thật, nhưng mình không nên làm những video đấy, nó ảnh hưởng đến nhiều cái vấn đề đấy. Kiến Thụy nhiều gà chọi thì kiến trị ở Kiến Thụy thì tất cả các bộ môn liên quan cờ bạc đều phát triển. Đủ quá đấy, chơi game nữa đúng địt mẹ, giờ làm cháu của Huấn được rồi đó. Á giờ ra ke pao bắt đầu tao lại thấy mày cũng ra mồm ấy. Mày trước kia thì tao quý được thằng chán 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 du, bây giờ tao bắt đầu cảm giác này có cái sự gọi là thân quen với mày đấy. Anh em có biết chán du đâu nhỉ? Quá vụ chặt chuối không. Đôi khi là mình xem cái này chặt à, mình con người ta mà một cái người ấy, mà khi mà cãi nhau với người khác ấy, nó không cùng đẳng cấp với mình ấy, thì các cái bậc cao nhân hiền triết như ngày ngày trước ấy, trong cái câu chuyện mà Khổng Tử hay là Đạo Tử hay là ông nào ấy nhỉ, cũng có một cái vị đồ đệ thì cãi nhau là 1 năm có bao nhiêu mùa đấy, còn với cái con cào 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 tôi chấu thì nó chỉ có 3 mùa thôi, còn với người nó có 4 mùa đấy. Thì về sau ông ấy cũng ra ông bảo là có 3 mùa đấy, thế xong đỡ phải cãi nhau nhá. Thế nhưng mà đấy là cái bậc hiền triết ngày trước thôi, bây giờ mà đi cãi nhau với người khác ấy, mà làm gì mà hằn học ít của mẹ nhé, mày ra nhà kia nhé, đấy là gì, đấy là thể hiện cái sự ngu học nhá. Mà nếu như ấy, mà cao lên một tí nữa đấy, nó chửi mình, nó cãi mình không thể bắt lời, không không chấp cái loại với cái loại loại nói, thì đấy là một cái bậc gọi là mang chất là im lặng là vàng, là một bậc là nho sĩ hiền, gọi là ý là một người gọi là gần như là cũng 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 có cái sự gọi là nhẫn nhịn, gọi là hiền triết đi. Nhưng với tôi ở đây câu chuyện là Lão Tử và con sâu ấy, với tôi thì là gì, tôi lại phải là ở một cái thế hệ khác và tôi ở góc độ khác, là tôi lại đem chúng nó trở thành những cái con người là mua vui. Với những thằng ngu ấy thì mình lại phải là gì, mình đừng nên căm thù nó, và mình đừng nên nghịch ngợm, mình đừng nên gọi là im lặng trước cái sự ngu ngu đần của nó, và mình cũng đừng nên cáu gắt để mà dạy dỗ nó. À mà rồi giang hồ đấy, thì mình lại gì, hãy biến nó làm một niềm vui, thì đấy nó mới tạo nên được một cuộc sống nó vui vẻ nhá. Mình phải là gì, kể cả nó à, thế này kia, mình phải vui với nó là ok. À được, thằng em chú tỏ mày thông minh ấy nhỉ, mẹ mày biết tất cả là đi bố mẹ anh chém trong gió, phải nói là mày có sự nhận thức tốt đấy, mày ok đấy. Nó phải là gì, ví dụ như mình không thích thằng cái Sơ Ca này, hoặc mình ghét thằng cái Sơ Ca, những gì nó là ngu này kia, nhưng nếu như mình im lặng, mình không bắt lời nó thì để nó tồn tại, đấy là một cái điều gọi là địch nhạ, nó lại tiếp tục, và mình cãi nhau với nó thì thể hiện là mình rẻ đi. Thế nhưng mà mình lại phải là gì, bắt lời nó tí. Khánh à, sao đầu của dạo này có vẻ ảo, mình hãy coi nó là một cái nụ cười thì nó vui hơn nhá, chứ còn đừng 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 coi nó là một cái gì hằn học được cái gì, suy cho cùng ở mạng xã hội làm cái gì đâu mà. Nếu mà chấp cái mặt thì mày à, mày chấp với cái bọn mạng này mày, ôi giời, có khi là chính cái thằng bạn mình ấy, nó còn nó trêu đẻo mình, nó lấy nick giả nó vào nó chửi với mình này, cái trêu đẻo mình ấy.
cái kệ của đàn bà nó mình, nếu mà kệ con bà đeo bắt nời nó ấy, thì đấy là gì, đấy là cái việc làm của những người, người ta là người lớn. Và ý là cái lớp ấy chỉ lớp thứ hai thôi, mà mình rèn luyện đặt cái trình độ cao hơn nữa là gì, là mẹ mày phải coi cho nó một trò hề đấy, một cái điều thuốc vui cho mình. À, dân chơi chán rồi rồi dân chơi đang ở đâu nó mới vui. Và là gì, mình không nên chửi bới đấy là làm gì cả,